Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch hòa bình Trung Đông sẽ được công bố vào lúc trưa nay, tức 0 giờ sáng ngày 29 tháng 1 theo giờ Hà Nội. Tổng thống Donald Trump khẳng định kế hoạch hòa bình của ông hợp lý cho tất cả mọi người và kêu gọi Palestine ủng hộ. Ông cũng cho rằng phía Israel có thể thực hiện kế hoạch hòa bình Trung Đông trong vòng 6 tuần. Tuy nhiên, phía Palestine cho biết Tổng thống Mahmoud Abbas đã bác bỏ tiếp cận của Tổng thống Mỹ, tái khẳng định giải pháp hai nhà nước. Trước đó, Mỹ đã công bố phần kinh tế trong kế hoạch hòa bình Trung Đông với đề xuất đầu tư 50 tỷ đô la Mỹ vào bờ Tây, giải Gaza và khu vực, nhưng vẫn giữ bí mật về phần chính trị. Một số nguồn tin cho biết Mỹ có thể ủng hộ Israel giữ lại tất cả các khu định cư Do Thái tại bờ Tây. Điều này không phù hợp với nguyên tắc giải quyết xung đột Israel-Palestine dựa trên đường biên giới trước năm 1967. Nhiều nước Ả Rập cũng đã bác bỏ một kế hoạch như vậy của Mỹ.